Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 100 triệu token CCDOT. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Rồi, các bạn mở đường phong của bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn điền địa chỉ dưới pin bì xem trên bet 20 trên dưới chocolate của mình. Rồi, các bạn sao chép địa chỉ pin bì xem trên mình. Rồi, các bạn dán vào đây. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ email của mình vào thôi các bạn. Rồi, các bạn bấm claim airdrop nha bạn. Rồi, các bạn bấm vào OK. Rồi, thì token nó sẽ bóng phối sau khi chương trình airdrop kết thúc nha bạn. Còn 27 ngày nữa. Mi code, mình biết giao thôi. OK, nó nằm trong chương trình hàng VSL 1B bằng rất là nhiều token luôn. Rồi, các bạn gì lên ghép mình chia sẻ cho bè và người thân để kiếm token nha bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.